Sang. Xin mời Bệnh viện Đa khoa Vị Xuyên với trình bày ca bệnh bệnh nhân nam 37 tuổi. Xin mời Bệnh viện Đa khoa Vị Xuyên. Vâng ạ. Em xin kính chào các quý thầy cô và các anh chị ạ. Em báo cáo ca bệnh. Bệnh nhân nam 37 tuổi ạ, vào viện ngày 9 giờ ngày 12 tháng 11 năm 20 với lý do là ỉa ra máu và chảy dịch từ cái vết mổ ra. Và tiền sử bệnh nhân này thì có cái nghiện rượu nhiều năm nay và hiện tại bây giờ bệnh nhân vẫn đang uống ạ. Và bệnh nhân có cái mổ tắc ruột năm 2006 ạ. Và ngày 30 tháng 7 năm 20 thì bệnh nhân vào viện Vị Xuyên và được chẩn đoán là thủng tạng rỗng và theo dõi lao phổi và chuyển lên bệnh viện Hà Giang điều trị và được mổ tại bệnh viện Hà Giang. Sau đó được về nhà. Và bệnh sử thì trước ngày vào viện khoảng 4 ngày thì bệnh nhân ở nhà có đi lấy gỗ ấy ạ. Sau đó về nhà thì thấy ỉa ra máu màu nâu đen và tự còn nhiều lúc là máu tự chảy ra mùi thối khẳng và cái vết thương trên cái thành bụng cũng chảy máu màu nâu đen và lẫn cả dịch cả phân ạ. Và mỗi một lần khi bệnh nhân ho thì những cái dịch ở trong ổ bụng nó sẽ trào ra nhiều hơn ạ. Và vẫn chưa dùng thuốc gì thì vào viện ạ. Và lúc vào viện thì cái thể trạng rất là gầy và da xanh niêm mạc nhợt nhạt và tổ chức dưới da thì không phù, mạch lúc đấy là 120 ạ. Và nhiệt độ 36.8, nhịp thở là 24 và huyết áp có 90/60 và cân nặng lúc đấy 46 cân. Và SpO2 lúc đấy là 92 ạ. Mà khám vết mổ lúc đấy thì cái kích thước ở trên nào là cái vết loét là khoảng 2 cm ạ và ấn thì có dịch chảy ra và một cái dịch đấy thì màu nâu đen và có cả mùi rất là thối ạ. Thăm trực tràng thì có máu màu cũng nâu đen đen đấy theo tay ạ. Và đây là cái hình ảnh của cái vết loét trên thành bụng ạ. Và cái chỗ này là bọn em đã rửa sạch sẽ lúc vào thì rất là bẩn ạ. Bẩn kinh khủng luôn và hôi thối nhưng mà đây là bọn em đã rửa và sạch sẽ rồi đấy ạ. Đây là các cái chỉ số cận lâm sàng mà em đã gửi rồi ạ. Thì bệnh nhân này có cái thiếu máu và thiếu máu mức độ vừa. Và X-quang thì có trường phổi hai bên có nốt mờ rải rác và kém sáng ạ, biểu hiện của cái viêm phổi. Đây và của ngày 16 chụp lại thì hình ảnh vẫn thế ạ. Và đến ngày 16 em chụp lại ổ bụng không chuẩn bị thì có hình ảnh mức nước, mức hơi không điển hình trong lòng ruột ạ. Và siêu âm ổ bụng thì có cái gan lớn hơn bình thường, nhu mô gan to và thô, nhịp điện tim thì bình thường. Và em chẩn đoán là xuất huyết tiêu hóa dưới nghi do cái viêm loét đoạn nối của ruột mức độ vừa trên nhiễm trùng vết mổ bụng và bệnh nhân có viêm phổi thiếu máu trên bệnh nhân suy kiệt ạ. Bọn em đã điều trị kháng sinh cefotiam 1 gram nhân với 2 gram trên một ngày và tinidazole 800 mg trên một ngày và truyền dịch thì duy trì là vào ra khoảng 50 ml trên giờ. Bệnh nhân này có cái giảm kali mà em bù kali cho bệnh nhân là 1000 mg trên một ngày và dinh dưỡng thì bọn em dùng lipo và cái hepagon và dùng giảm tiết cho bệnh nhân và dùng cả cầm máu mới lại hạ sốt vì đến ngày điều trị được đến ngày thứ hai thì bệnh nhân có sốt 39 độ và hàng ngày thì thay băng và vệ sinh vết mổ. Và hiện tại thì cái lúc em làm cái PowerPoint này thì là được 5 ngày thì bệnh nhân lúc đấy là tỉnh. Thể trạng thì vẫn gầy và da xanh, nhiệt độ rất sốt, vết mổ thì vẫn nề, chảy dịch liên tục và mỗi lần ho hắt hơi thì vẫn chảy ra nhiều và mùi xanh hôi thối. Bệnh nhân này không đau ngực, không khó thở, bệnh nhân vẫn tự tiểu được mà bệnh nhân lúc đấy thì không đi ngoài ra máu nữa, phân vàng. Và bọn em xin ý kiến hội chẩn là bọn em chẩn đoán như thế đã đúng chưa và hướng điều trị đã được chưa? Cái hướng điều trị tiếp theo thì ngày hôm qua là gia đình bệnh nhân lại xin chuyển lên bệnh viện Hà Giang rồi ạ. Em xin hết ý kiến ạ. Tức là bệnh nhân lại chuyển lên bệnh viện Hà Giang rồi, đúng không? Vâng, gia đình hôm qua, vâng, đến chiều hôm qua thì gia đình lại xin chuyển đi lên bệnh viện Hà Giang. Vâng, không, thực ra là bệnh nhân nó cũng nặng thật, đúng không ạ? Trông như thế này là bệnh cảnh cũng rất là nặng. Nhưng thôi bây giờ chúng ta sẽ trao đổi, chúng ta có cái rút kinh nghiệm về cái ca này và cũng rút kinh nghiệm cho các cái ca khác. Bây giờ xin mời chỗ chẩn đoán hình ảnh thầy Lưu cho xem phân tích một số các hình ảnh ở đây.
Thưa thầy thì bên bệnh viện Vị Xuyên thì không kết chưa kết nối cái hệ thống PACS với bệnh viện mình nên là không đẩy ảnh lên được. Thì các anh chị có chụp ảnh đưa lên slide đi thôi ạ. Thì bệnh nhân này thì về phổi thì các anh chị có cái hình ảnh chụp X quang phổi đây và có cái tiền sử nó nói rằng ở Hà Giang họ đã chẩn đoán là lao rồi. Thì cái hình ảnh này em cũng nghĩ là nó phù hợp với lao. Nếu một cái viêm phổi tiến triển mới như này là một cái viêm phổi lan tỏa hai bên thì rất là nặng, bệnh nhân không rất khó thở, rất là nặng nề, đây bệnh nhân không khó thở. Tức là diễn biến này là mạn tính, rất phù hợp với bệnh nhân bị suy kiệt, nghiện rượu, một cái lao phổi. Một cái lao này cũng lan tỏa khắp hai bên phổi, thường thì nó chỉ lan tỏa nửa trên trường phổi nhiều thôi. Còn nên là khắp hai bên phổi, nhưng cái lao cũng khá nặng. Thế còn về cái bụng thì các anh chị cũng không có cái hình ảnh gì cho gửi lên đây. Tuy nhiên cái cách mô tả thì có vẻ như một cái sơ gan rượu, nhưng cái gan rất là to. Và trên cái hình ảnh chụp X quang bụng không chuẩn bị thì đúng là cái gan to xuống tận dưới màu chậu như này. Thì đúng là một cái gan to và cái, ngay cả cái lách chỗ này em thấy cũng mờ như này, cũng khả năng lách cũng hơi to một chút. Cũng phù hợp với bệnh cảnh cái sơ gan rượu. Và còn về cái giò ống tiêu hóa thì cái này em chỉ góp ý ngoài cho các anh chị trên Vị Xuyên biết thôi. Vì anh chị Vị Xuyên các bác sĩ nhân Nét Xuyên cũng có khá có kinh nghiệm, chắc không nên giao lưu trên đấy. Thế thì theo em nghĩ là mình nếu không chụp được cắt lớp thì mình sử dụng đồ dò siêu âm, những cái dò ống tiêu hóa mà đến cái mức độ mà thấy cả phân đi ra ngoài, tức là dò khá lớn, thì cái này rất rất có thể đây là một cái lao ống tiêu hóa. Vì suy kiệt thì nó lao toàn thân, thì lao kê thì lao toàn thân, thì chính vì cái lao toàn thân mới không liền mới dò như thế này, thì sử dụng đồ dò siêu âm, đồ dò nai đi các anh chị trên đấy cũng có rồi. Thì các anh chị đặt đồ dò bọc găng tay vào đồ dò và siêu âm có thể nhìn được cái đường dò, cái dịch nó di chuyển, khí di chuyển từ trong lòng ruột ra ngoài, mình cái dò rất là rõ rồi ạ. Và có thể nhìn được cái dày thành ống tiêu hóa liên quan do lao, và chưa kể có xem có dịch của bụng, hạch của bụng liên quan đến lao hay không, mình có thể làm được hoàn toàn trên siêu âm đấy ạ. Em xin hết ạ. Vâng, cảm ơn tiến sĩ Lưu. Tức là cái này là cái mà hình ảnh của phổi cái thứ thì là người ta không theo cái hệ thống chuyển được, đúng không ạ? Đây là slide thôi, chuyển lên đúng không? Thì mình vẫn nghĩ là có, vẫn nghĩ là lao, và dù sao là trường này là một cái gan rất là to, sợ vẫn nghĩ là sơ gan to. Sơ gan, vâng, mà rượu ở trong chỗ đó. Và tiến sĩ Lưu cũng lưu ý các bạn là có thể làm được cái siêu âm để ta đánh giá được cái giò của đường tiêu hóa, đúng không ạ? Vâng. Trong chỗ đó, nhất là những trường hợp mà mình không có các cái phương tiện chẩn đoán hình ảnh nó tốt hơn, thì ta ít nhất làm được cái này. Vâng, bây giờ thì xin mời tiến sĩ Lê Hoàn ý kiến gì? Vâng, kính thưa thầy Việt, kính thưa các bạn đồng nghiệp. Em cũng hoàn toàn đồng ý với cả ý kiến của thầy Lưu trên một bệnh nhân mặc dù là trẻ tuổi nhưng cơ thể suy kiệt, nghiện rượu và với các cái triệu chứng lâm sàng như các bạn mô tả thì em vẫn nghĩ đến một cái bệnh cảnh lao toàn thể. Và cái lần trước mà bệnh nhân phải vào bệnh viện Hà Giang mổ cấp cứu vì một cái biến chứng thủng ống tiêu hóa, có lẽ đấy là cái biến chứng của bệnh lao, lao ống tiêu hóa nó thủng. Nếu mà có bệnh viện Hà Giang ở đây thì cũng có thể xin các anh chị cung cấp thêm cái thông tin khi mà bệnh nhân được mổ ở Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Giang thì khi chúng ta mổ chúng ta thấy có những cái giả mạc ở trong ổ bụng không ạ? Đã mổ chưa chứ? Bệnh nhân đã mổ cấp cứu ở Bệnh viện tỉnh Hà Giang rồi, thế ạ? Vâng. Sau đấy mới chuyển về Bệnh viện Vị Xuyên. À thế là xong thì bây giờ Vị Xuyên lại chuyển lên. Vị Xuyên lại chuyển lên Hà Giang. Vâng. Bệnh viện Hà Giang kết nối Bệnh viện Hà Giang có nắm được cái thông tin của ca này không ạ? Dạ em xin phép báo cáo. Vâng. Bệnh này em nắm ca bệnh này tương đối là rõ. Vâng. Bệnh nhân này thì có lẽ là bệnh viện Xuyên nhầm một chút về cái tiền sử. Vì là cái lần mổ đầu tiên bệnh nhân này là nếu không nhầm là năm 2016 chứ không phải 2006. Nghĩa là cách đây 4 5 năm gì đó rồi. Vâng, chính em là người mổ bệnh nhân này. Bệnh nhân này là đang điều trị lao phổi tại bệnh viện lao phổi Hà Giang khoảng được 12 ngày. Thì bệnh nhân xuất hiện đau bụng cũng phải vài ngày gì đó rồi, xong mới chuyển sang bệnh viện Hà Giang. Thì khi vào bệnh viện Hà Giang năm đó là mổ với chẩn đoán là một cái viêm phúc mạc toàn thể muộn do thủng ruột non, và mổ ra thì nói chung là bụng rất là be bét, và xử trí thì sau xử trí bệnh nhân ổn định. Tuy nhiên là không nhớ rõ là sau đó bệnh nhân có điều trị lao tiếp hay không. Bọn em có chắc là tư vấn điều trị lao tiếp nhưng bệnh nhân lại bỏ không điều trị. Và về nhà thì thỉnh thoảng bệnh nhân có những cái đợt đau bụng do dính thì đến viện điều trị, thì cơ bản là điều trị nội khoa thì ổn định thôi ạ. Đến tháng 6 năm 2020, bệnh nhân có một đợt đau bụng do dính và theo dõi ban thuốc ruột và đã vào điều trị tại khoa ngoại của bọn em tại bệnh viện Hà Giang, thì chỉ điều trị bảo tồn và bệnh nhân lại cũng ổn ra viện. Đến tháng 8 là bệnh nhân đau bụng vào viện một lần nữa, và lúc đó thì bệnh nhân có biểu hiện là viêm phúc mạc do thủng tạng, thì bọn em đã phẫu thuật và mổ ra thì có một cái
lỗ thủng ở ruột non cách góc hồi manh tràng khoảng 40 cm, và trên là một cái nền ruột viêm viêm và mụn không tốt, cho nên là đã chỉ định phẫu thuật là cắt cái đoạn ruột non là nối tận tận. Sau mổ thì vẫn ổn định ạ, ra viện cái kết quả giải phẫu bệnh của cái đoạn ruột đó thì không có cái tổn thương ác tính hay tổn thương lao gì cả. Thì bệnh nhân ra viện và đến vừa rồi thì bệnh nhân lại có dấu hiệu là giò tiêu hóa và vào bệnh viện Vị Xuyên. Thì cái trường hợp này thì bệnh viện Vị Xuyên đã gửi lên trên bọn em hôm qua, thì hiện tại bọn em mới chỉ làm được những cái xét nghiệm cơ bản, sẽ làm đầy đủ thêm cái bi lăng về chuẩn đoán hình ảnh CT và nội soi, có thể cả nội soi nếu cần thiết, có thể nội soi tiêu hóa. Và hiện tại tình trạng bệnh nhân này tương đối ổn định. Cái lỗ giò thì giò ít hơn rồi ạ, một ngày chỉ thay băng khoảng 2 lần, có dấu hiệu giảm hơn, và bọn em vẫn đang điều trị kháng sinh và chăm sóc vết thương tại chỗ. Và bọn em sẽ xin hội chẩn thêm cái này vào tuần sau khi có đầy đủ xét nghiệm. Vâng, xin cảm ơn những ý kiến rất là rõ của bệnh viện Hà Giang đã cung cấp thêm các khá nhiều thông tin. Nhưng bây giờ chắc là Vị Xuyên mới chuyển về thì nha, chúng ta chưa có đầy đủ các cái thăm dò. Bây giờ chúng tôi xin mời Phó sư Trần Bảo Long, chuyên ngành ngoại, thì mình cho ý kiến. Kính thưa thầy Nguyễn Lân Việt, thưa quý vị đồng nghiệp, vừa rồi chúng ta nghe cái phân tích của thầy Lưu và báo cáo của bệnh viện Hà Giang Vị Xuyên và đội nhiệm đa khoa tỉnh Hà Giang, thì tôi thấy có mấy ý kiến thế này. Với bệnh nhân nam 37 tuổi là mổ lần 1 thì là năm 2016 đấy, cách 4 năm trước. Bạn mổ ra nó là tổn thương dính be bét ấy. Thì cũng có khả năng đây là tổn thương tắc ruột do lao, đúng không ạ? Vì bệnh nhân chưa có tiền sử phẫu thuật gì thì ngoài cái viêm phúc mạc kết bọc ra thì phải có cái viêm gì nó mới tắc dính như thế, chứ không tự dưng nó dính được. Thế cũng phù hợp với bệnh nhân lao tiến triển, lao rất nhiều cơ quan. Nhưng mà sau đó thì không được điều trị được. Và tổn thương trong mổ là thủng ruột non, cắt đoạn ruột non nối tận đận cách đây khoảng gần 3 tháng, đúng không ạ? Ngày 30 tháng 7 bệnh nhân vào viện. Thế thì với cái tổn thương xử trí nó bệnh nhân ổn định ra viện, tức là cái chỗ nối nó không bục. Sau gần hơn 3 tháng sau thì bệnh nhân quay lại với cái bệnh cảnh là ỉa ra máu và kèm theo là ho, thì nó có lỗ giò phân cũng ra đấy. Thì chúng ta thấy rõ ràng đây là một cái giò ống tiêu hóa rồi. Thế giò ống tiêu hóa này nó là nguyên nhân gì? Nó là vì giả thuyết thì có rất nhiều, nhưng mà phù hợp nhất là tổn thương lao nó tiếp tục tiến triển, nó gây tắc ruột, nó gây thủng, nó gây giò tiêu hóa, nó gây chảy máu. Thế thì với cái tổn thương như vậy, về bây giờ chúng ta cần phải xác định tiếp theo là như thầy Lưu phân tích là có lao phổi này, với cái bổ bụng thì nó gây tiến triển thế nào, có cần can thiệp hay không, mà can thiệp vào thời điểm nào, can thiệp như thế nào, thì đấy là câu hỏi đặt ra. Thế thì với cái giò tiêu hóa này chúng ta có thể chụp đường giò để xem cái đường giò này nó giò cao hay giò thấp, giò ruột non hay giò đại tràng, đúng không ạ, để có cái hướng xử trí. Thế ngoài ra thì cũng cần phải soi đại tràng để xem là ở dưới nó có thông không. Nếu mà ở dưới nó lao tiếp, nó lại tắc ở bên dưới thì cái lỗ lọt giò này không thể nào liền được, và chúng ta cái chiến thuật mổ xẻ hoàn toàn khác. Do vậy để mà đưa đến cái chiến lược điều trị tiếp theo thì ngoài cái chuyện điều trị lao ổn định thì chúng ta cũng phải làm những cái thăm dò đánh giá cái đường giò, vị trí giò và cái tình trạng của cơ thể để còn đưa ra cái chiến lược điều trị có nên can thiệp phẫu thuật ở ngoài được thời điểm này không. Thì rõ ràng bây giờ là không có viêm phúc mạc. Nếu chúng ta làm bi lăng mà lại không có áp xe tổn dư trong ổ bụng nữa thì có lẽ là điều trị nội khoa cho cái lao ổn định thì mới đặt vấn đề can thiệp phẫu thuật ạ. Vâng, rất là cảm ơn ý kiến của Phó sư Long. Bây giờ tôi... Vâng, anh Hoàn. Vừa rồi thì chúng ta cũng nghe các thầy phân tích. Thì em, cá nhân em thì em vẫn nghĩ đây là một cái bệnh cảnh của lao toàn thể. Và tất cả những cái diễn biến vừa rồi chẳng qua là vì bệnh nhân chưa được điều trị lao một cách triệt để. Thế thì có lẽ mặc dù bây giờ thì mình vẫn phải tìm các cái bằng chứng của lao đang hoạt động. Ví dụ như mình có thể xét nghiệm đờm AB, thậm chí mình có thể lấy cái dịch ở chỗ cái vết mổ ấy. Mình đi soi AB xem có đang có AB trong tại cái vị trí đó không. Nhưng em cũng nghĩ là nên cho điều trị sớm lại. Và cái này chắc phải điều trị tấn công lại từ đầu thôi ạ. Và điều trị phác đồ lao toàn thể thì cũng sẽ phải thời gian kéo dài, chứ không có điều trị như lao phổi có 8 tháng nữa. Vâng, thầy Hoàn có thể nhấn mạnh một vài cái phác đồ lao điều trị toàn thể, có nhấn một vài cái thuốc. Chúng ta sẽ phải cho tối thiểu là 4 thuốc. Bây giờ chúng ta sẽ dùng rifampicin, isoniazid, ethambutol và pyrazinamide. Chúng ta sẽ tính theo cái phác đồ 1 thôi ạ. Phác đồ 1 của chương trình chống lao quốc gia. Và chúng ta sẽ dùng 2 tháng tấn công, sau đấy thì sẽ chuyển tiếp 6 tháng duy trì ạ. Em xin hết. Vâng. Như vậy là chúng ta về bệnh chúng ta thấy cũng tương đối rõ vào cái cách xử trí. Nhưng mà trên bệnh nhân này nó có một cái suy kiệt rất là nhiều,
Tôi xin mời tiến sĩ Nguyễn Thùy Linh, chuyên ngành dinh dưỡng, cho ý kiến thêm. Dạ vâng, kính thưa giáo sư Việt và kính thưa các quý vị đồng nghiệp ạ. Với bệnh nhân này thì về góc độ dinh dưỡng thì chúng em có xin có một số cái góp ý như sau. Tại vì bệnh nhân này thì cũng chuyển lên bệnh viện đa khoa tỉnh rồi. Thế tuy nhiên là trong cái quá trình điều trị, ví dụ như là 5 ngày trước mà nằm ở bệnh viện Vị Xuyên ấy, thì bệnh nhân là được nuôi dưỡng tĩnh mạch hoàn toàn đúng không ạ? Alo ạ, bệnh viện cho em hỏi là có phải là 5 ngày trước là nằm bệnh viện thì mình được, bệnh nhân được nuôi dưỡng tĩnh mạch hoàn toàn đúng không ạ? Không, bệnh nhân vừa nuôi dưỡng tĩnh mạch mà bọn em vẫn cho ăn cháo và bệnh nhân vẫn ăn được. À, vẫn cho nuôi dưỡng được miệng đúng không? Thế thì tại vì ở đây mình cũng không mô tả kỹ là bệnh nhân nuôi dưỡng như nào, thế nhưng mà với một cái bệnh nhân suy kiệt như thế này và cái đường tiêu hóa, nuôi dưỡng đường tiêu hóa thì bệnh nhân ăn được nhiều hay không ạ? Bệnh nhân ăn được ít thôi ạ. Được ít thôi đúng không ạ? Thế thì mình cũng có góp ý một chút là với bệnh nhân này, khi mà mình nuôi dưỡng chính là đường tiêu hóa thì mình nên bổ sung cái năng lượng tăng lên cho bệnh nhân và cân đối bổ sung cả ba thành phần protein, chất đạm, chất béo và tinh bột và glucid. Tại vì ở đây các bạn chỉ nuôi dưỡng bằng lipoprotein thôi. Thế thì lipoprotein thì năng lượng nó sẽ cao hơn một chút nhưng mà chưa cung cấp được cái nhóm chất đạm cho bệnh nhân này. Bởi vì với bệnh nhân suy kiệt BMI mà có 16,5 như thế này thì bạn nên cung cấp protein cho bệnh nhân. Cái nhóm chất đạm ấy thì chắc là các chế phẩm nuôi dưỡng đường tĩnh mạch của các bạn chắc cũng ít nhất là cũng có aminoplasma đúng không ạ? Thế thì các bạn bổ sung cho bệnh nhân là aminoplasma 10%, 500ml thì sẽ cung cấp được 50g acid amin, thì nó sẽ cung cấp được nhóm protein cho bệnh nhân. Với bệnh nhân mà suy kiệt như này thì thông thường nuôi dưỡng chúng tôi khuyến cáo là còn có thể cao hơn, có thể 1,2 đến 1,5g protein trên kg cân nặng, có nghĩa là đến 60 đến 70g protein thì nó cũng sẽ giúp cho bệnh nhân là nâng cao tình trạng sức đề kháng cũng như nâng cao thể trạng cho bệnh nhân. Cái thứ hai là các bạn có thể bổ sung thêm là gluco 1000ml 10%. Thế thì và cộng với nhóm chất béo. Tuy nhiên với bệnh nhân mà có uống rượu nhiều, có xơ gan như này thì thực ra là khuyến cáo, người ta vẫn khuyến cáo là các bạn sử dụng cái nhóm chất béo ấy mà có axit có omega 3. Thì không biết là bệnh viện các bạn có cái chế phẩm ví dụ lipidem hoặc smooth lipid thì nó sẽ là tốt hơn cho bệnh nhân vì nó sẽ giúp hỗ trợ cho bệnh nhân gan tốt hơn. Thì ở đây các bạn dùng lipofundin thì cũng được, tuy nhiên là nếu có điều kiện thì đổi cho bệnh nhân. Thì đấy là cái khuyến cáo nuôi dưỡng tĩnh mạch cho bệnh nhân. Thế còn đối với bệnh nhân này thì bệnh nhân vừa có nghiện rượu thì quá trình mà nuôi dưỡng của bệnh nhân ý thì các bạn có thể bổ sung cho bệnh nhân vitamin B1 liều cao khoảng 500mg, bệnh nhân uống được đường miệng thì bạn cho viên 500mg. Thì trong trường hợp mà nghiện rượu, và cái thứ hai là cũng sẽ trong cái liệu trình ăn như này của bệnh nhân thì bạn có thể tăng năng lượng lên cho bệnh nhân và bạn dùng vitamin B1 nó cũng giúp dự phòng cái hội chứng nuôi ăn lại cho bệnh nhân. Thế thì các bạn sẽ bổ sung cho bệnh nhân này là 500mg B1 ạ. Cái tiếp theo là với bệnh nhân này thì các bạn có thể bổ sung cho bệnh nhân là vitamin D và kẽm, bởi vì hai cái vitamin D được và kẽm được chứng minh là sẽ giúp cho bệnh nhân là dự phòng trong cái trường hợp mà bệnh nhân cũng có kèm theo viêm phổi này cũng như là lao phổi cộng với lại kẽm thì nó giúp bệnh nhân tăng cường miễn dịch, tăng sức đề kháng và cải thiện cái tình trạng dinh dưỡng cho bệnh nhân. Bên cạnh đó thì bệnh nhân này các bạn hoàn toàn là nuôi dưỡng được đường tiêu hóa thì bạn bổ sung vitamin tổng hợp cho bệnh nhân đường uống cộng với lại các bạn có thể bổ sung cho bệnh nhân một chút men tiêu hóa để bệnh nhân ăn uống tiêu hóa được nhiều hơn. Thế thì nuôi dưỡng đường miệng các bạn đang cho bệnh nhân là cháo thì các bạn có thể hướng dẫn cho bệnh nhân nấu cháo mà cái năng lượng, đậm độ năng lượng nó cao hơn một chút với cái tăng protein lên cho bệnh nhân từ các thực phẩm thông thường ví dụ như thịt gà, thịt bò, thịt lợn ý. Có thể là mình sẽ gửi cái công thức nấu cháo, nấu súp cho bệnh nhân để các bạn có thể tăng được năng lượng và tăng protein lên cho bệnh nhân. Còn nếu có điều kiện nữa thì các bạn có thể bổ sung cho bệnh nhân những cái nhóm sữa mà sữa cao năng lượng và có sữa gọi là sữa bán thủy phân ý, thì bệnh nhân sẽ tiêu hóa hấp thu tốt hơn trong những trường hợp như này ạ. Vừa có giò tiêu hóa thì bệnh nhân sẽ tiêu hóa cái sữa mà bán thủy phân hoặc sữa tức là chế phẩm ở trên thị trường nó có thể là Beptamen ý. Các bạn dùng cho bệnh nhân này thì sẽ tốt hơn rất nhiều so với việc là các bạn sử dụng các sữa thông thường hoặc là các chế phẩm mà các bạn chế biến tức là từ cháo súp mà tự chế biến cho bệnh nhân. Thì đấy là những cái khuyến cáo cho bệnh nhân này trong quá trình điều trị bệnh nhân thì các bạn có thể tham khảo ạ. Em xin hết ạ. Vâng ạ, xin cảm ơn cô ạ. Vâng. Có lẽ là cũng tương đối rõ, chúng ta thấy là rất là tiếc là một cái bệnh nhân 37 tuổi nhưng mà nghiện rượu
và rất nhiều khả năng là một cái lao toàn thân, nhưng trong đó nó có cái biến chứng là cái giò ống tiêu hóa và vẫn nhiều khả năng là nghi do cái tổn thương lao tiến triển. Thế thì bây giờ chúng ta cũng rất là cần đánh giá tương đối chính xác hơn cái vị trí giò, rồi cái đường giò một cách nó chính xác hơn. Và như là tiến sĩ Lưu nói đấy, thì là trong trường hợp này ta, nếu mà có các cái trường hợp đó, ta xem riêng về cái siêu âm thôi, ta không có biện pháp khác, ta cũng xem có thể giúp hơn cho cái việc đánh giá các cái tổn thương. Nhưng mà trước mắt thì có lẽ là ta phải điều trị thật tích cực theo cái phác đồ lao mà như là tiến sĩ Lê Hoàn cũng đã trình bày đấy. Thêm một mặt nữa là cái vấn đề mà ta trên cơ sở của một cái suy kiệt quá nhiều, thì cái vấn đề mà dinh dưỡng một cách là có một cái chiến lược dinh dưỡng rất là cụ thể, rất là bài bản đấy, không biết là gia đình người ta có đảm bảo được không. Rất cần bổ sung là các cái chất đạm, chất béo, người ta có cái cháo protein, rồi sữa cao năng lượng, sữa bán thủy phân, tất cả những cái các chuyên gia đã đề xuất ra, rồi B1 liều cao, vitamin D, kẽm, các cái chất béo mà có omega, đúng không ạ? Ngay kể cả cái hàm lượng glucose, ta cũng phải có một cái lượng nhất định để mà dinh dưỡng cho bệnh nhân. Thế còn thì cái phác đồ điều trị lao toàn thể có lẽ là cái mà nó cần chung cho cả bệnh nhân đó, chứ còn cái vị trí mà nó tổn thương nó chỉ là ở ruột thôi, nhưng mà có thể là các tổn thương lao nó còn các nơi nó đều có, mà trên phổi này ta cũng không loại trừ là nó cũng đang có tổn thương. Tiến sĩ Lưu có trao đổi thêm không? Vâng. Dạ em cũng có trao đổi thêm mấy cái anh chị cho đánh ảnh trên bệnh viện tỉnh Lào Cai, cái xác định nó dò ở đâu ở Hà Giang ạ, xin lỗi ạ. Thì thực ra xác định đường dò đâu rất quan trọng với các thầy phẫu thuật. Và thì cái này thì chụp cái này nó không khó, các anh chị lấy thuốc cản quang là để tiêm tĩnh mạch đấy, các anh chị pha ra thì lấy khoảng 5 ml và pha vào một chai nước Lavi 500 ml, xong sau đấy rồi thì hút vào xin anh và dùng cái kim luồn bỏ cái nõi sắt đi, xong dùng cái đầu kim luồn lên luồn vào cái lỗ dò thành bụng, luồn càng sâu và càng tốt, và sau đó thì dùng tay khép nhẹ, bóp nhẹ cái da ngay cái chỗ mà mình luồn qua cái lỗ dò ấy, xong mình bơm vào xong là chụp CT luôn. Thì thuốc cản quang thường cái mức độ dò như này, thuốc cản quang sẽ qua lỗ dò vào nó cho ống tiêu hóa và biết được là dò chỗ nào, vì phương pháp này khá đơn giản vậy. Là các cái kinh nghiệm rất là giản đơn thôi, nhưng mà nó tôi cho là rất là hiệu quả và ở cái tuyến này vẫn làm được, đúng không? Nếu như theo anh Lưu nói. Vâng. Bệnh viện Vị Xuyên đấy, chúng ta có nghe rõ không, và ta có còn có ý kiến gì hỏi thêm không? Vâng, bảo chúng em nghe rõ và em không có ý kiến gì ạ. Cảm ơn các thầy cô với các anh chị đã góp ý và tư vấn cho. Vâng, tôi xin rất là cảm ơn. Bây giờ chúng ta sẽ xong cái ca thứ tư rồi, ta chuyển sang. Dạ, em. Vâng. Em xin hỏi ạ. Alo. Và em bệnh viện Hà Giang xin hỏi thêm ạ. Vâng. Ca này thì bọn em sẽ làm thêm các cái xét nghiệm và các cái chẩn đoán ảnh như ý kiến của thầy, và em muốn hỏi thêm là cái này thì chắc là lao thì rõ rồi, thì em muốn hỏi là mình sẽ lựa chọn điều trị lao vào khoảng thời gian nào? Hiện tại bây giờ bệnh nhân dò không dò nhiều lắm, có cần phải điều trị ngay không, hay là mình ngay sẽ gì nữa? Vâng, tôi nghĩ là điều trị ngay, xin mời anh Hoàn cho ý kiến. Vâng ạ, lúc ấy thì em cũng có ý kiến rồi, cái này phải điều trị càng sớm càng tốt, vì cái tổn thương phổi, chúng ta thấy là tổn thương phổi rất nhiều nốt, và nếu mà mình chụp cắt lớp lên thì có lẽ là nó sẽ rất nhiều dạng tổn thương khác nhau, và nếu mà không điều trị lao thì không thể kiểm soát được cho bệnh nhân này đâu ạ, em xin hết ạ. Vâng, thế tức là rõ rồi đấy, vâng. Bệnh viện Hà Giang cũng... Rõ rồi phòng. Vâng, rồi. Bây giờ chúng ta xin mời chuyển sang ca bệnh thứ 5.